Ten ten ten, đi ngủ thôi, trời tối thui rồi, đi ngủ thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt đồ ngủ ra mới được. À, mình sẽ máng đồ ngủ lên đây và bắt đầu đi ngủ. Dép nè, quần nè, áo nè và nón nè. Đó, giờ nó sẽ ngủ thôi. Ten ten, ngủ thôi. Ui dạ. Ủa mình đang ở đâu đây? Ủa mình đang đi ngủ mà. Ui trời mưa luôn rồi kìa. Ui ở đây là đâu? À ở đây giống cái rương thế. Wow mà ở đây là cái rương khổng lồ nữa. Ô, ở đây cái gì đây? Thư của Lộc Nốt. Ủa mình nốt mà bây giờ nhiều người biết gì hết ta. Ok để mình đọc thử coi trong cái thư này có gì nha. Fan của Lộc, hai anh Lộc, hôm nay em sẽ thử thách anh, cũng như giúp anh bớt nốt hơn khi chơi sinh tồn nhé. Ủa, mà công nhận mình sinh tồn cũng nốt thiệt. Rồi, và em sẽ tặng anh vé máy bay đến đảo Rương. Chỉ là mình đang ở đảo Rương các bạn ơi, nhưng mà hình như là cái vé này hình như là mình chưa nhận được mà bạn ấy tự bắt mình lên máy bay hay sao ấy. Hy vọng anh sau thử thách này thì anh sẽ cải thiện được trình độ nớp. Vậy là cải thiện là mình không còn nớp nữa các bạn ơi. Yay. Để coi trang tiếp theo là gì nha. Chúc anh may mắn. Bạn ấy còn nói là anh nhớ làm thêm nhiệm vụ để tìm được vé máy bay quay về nhà nha anh. Wow, vậy là ở đây phải có vé máy bay mới bay về nhà được. Nhưng mà trời mưa mất tiêu rồi. Ok chắc bây giờ mình sẽ đục đợi hết mưa đi các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại để thực hiện cái nhiệm vụ trong đây nha. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mưa nó cũng đã tạnh rồi. Công nhận cây mưa này nó lớn thật ấy. Mưa nãy giờ mới tạnh luôn. Bây giờ để coi nhiệm vụ. Wow, vậy là mình phải thực hiện theo cuốn nhiệm vụ này rồi. Cái này mình sẽ cắt lại đi để gì mình đem về nữa. Coi cái này là nhiệm vụ 1. Vậy là ở đây phải có rất là nhiều nhiệm vụ nè các bạn ơi. Tại vì ở đây được đánh dấu là theo thứ tự là số 1 rồi nè. Wow, nhiệm vụ 1. Chế tạo 5 ổ bánh mì. Vậy là mình cần phải làm nông trước à. Ok, giờ mình sẽ tìm hạt giống trước đã. Ở đây có cái rương nè. Nhưng mà cái rương này không có hạt giống. Cho mình một xô lava, hai cục băng. Vậy là cái này là mình biết nè, cái này là mình phải làm cái máy phăm đá các bạn ơi. Nhưng mà ở đây mình có lava cũng như là nước sẵn rồi, chắc là máy phăm đá sẽ rất là dễ luôn. Để mình coi những nhiệm vụ tiếp theo là gì nha. Không mà thôi đi, giờ mình sẽ làm nhiệm vụ trước rồi từ từ xem những nhiệm vụ sau cũng được á các bạn. Đầu tiên trong sinh tồn mình lúc nào cũng vậy, chúng ta cần phải lấy gỗ nha. Mình sẽ lấy trước hai khúc gỗ và chế tạo trước một cái bàn crafting. Đây, bàn crafting đây. Và mình sẽ đặt vô đây. Đó, để không thôi chúng ta khó mà chế tạo, tại vì trời ở ngoài nắng quá à. Rồi, mình sẽ làm một cái que và làm một cây cuốc luôn. Thông thường ở trong Minecraft ấy thì mình sẽ làm một cây cúp trước nhưng các bạn ơi, nhưng mà ở đây cái nhiệm vụ này nó bảo mình là phải làm 5 ổ bánh mì ấy, thành ra bây giờ mình phải trồng lúa sớm thôi. Đó, và bây giờ thì mình cần phải lấy mấy cái hạt giống nữa này. Rồi, mình sẽ cuốc đặt lên. Cái này mình có 4 hạt giống rồi. Ok, giờ mình sẽ tìm thêm một hạt giống nữa là có thể nhân giống lúa lên nữa đó các bạn. Năm hạt giống đó nè. Rồi, giờ mình sẽ trồng xuống. Rồi, thêm một hạt nữa ở đây. Rồi giờ mình sẽ tạm thời trồng một ít thôi. Giờ mình sẽ chặt thêm gỗ đi để chúng ta có thể đào lấy cúp để đào đá đó các bạn. Rồi, lấy thêm một cục nữa nha. Nắng ở đây chói chang chưa kìa, trên cái đảo này đúng có chỗ này là để che nắng thôi đi. Mà gần cái hồ lava nữa, hèn gì nãy giờ nóng quá à. Rồi, giờ mình sẽ coi nhiệm vụ tiếp theo là gì nha. Chế tạo giường và qua đêm trên đảo Rương á. Chế tạo giường, vậy là mình cần phải có cái con cừu để cắt lông các bạn ơi. Nhưng mà ở đây làm gì có cừu để cắt lông ta. Nhiệm vụ ngày càng khó rồi nha. Theo như mình biết thì ngoài là cừu ấy các bạn, thì mình cũng có thể đánh những zombie. Ở đây có zombie nè. May quá, giờ ban ngày cho nên không sợ đâu. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ grab một cây cúp nha, để còn đi đào đá nữa các bạn ơi. Như là mình cần phải sao ta giết thật là nhiều nhện các bạn ơi, để chúng ta có thể chế tạo được những cái cục len ấy. Giờ mình sẽ làm một cây cúp trước. Một cây cúp nha, rồi đào đá thôi, lẹ 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 không thôi trời tối là mình hơi bị mệt luôn á.
Gần cái này gần chắc hơi khó lấy rồi, chắc mình sẽ đào như vậy đi cho nó an toàn nha. Không biết dưới này nó có đá không nữa. Ở đây có đá nè. Wow, được được được. Rồi giờ mình sẽ đào một cái đường để bắt đầu đi xuống dưới nha. Đó, đầu tiên thì chúng ta cần phải lấy đá này. Được ba cục, ba cục là mình sẽ lên cây cúp đá luôn các bạn ơi. Ở đây mình có thể chế tạo thêm này, nhưng mà trời tối rồi kìa. Ui, trời tối là cái đó nó chắc chắn nó sẽ hoạt động đấy các bạn ơi. Mình cần phải làm cái lò nung sớm rồi mình sẽ phong ấn cái lòng spawner đó lại. Mình sẽ lại làm cây cúp bằng đá đây. Rồi, giờ đào đá lẻ lên. Nó có than luôn. Yeah, giờ mình sẽ có thể làm được những cây đuốc rồi đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ phong ấn cái spawner lại liền luôn nha. Sẽ để như vậy và búp. Yeah, có rồi. Rồi mình sẽ đổi mấy cây này ra để có block để trèo lên đấy các bạn. Mình sẽ ui mình chưa có cây rìu nữa, không sao đâu, tạm thời dùng cái này trèo lên cũng được. Đó, mình sẽ trèo lên rồi phong ấn nó lại liền luôn. Lẹ, không thôi nó spawn ra đó các bạn ơi. Mình sẽ thắp ở đây một cây nè. Ở đây một cây, ở bên đây một cây và ở trên đây nữa. Đó, thế là xong rồi. Ở trên này thì mình có thể đặt một block bất kỳ đi. Đó, để cho nó được có spawn ra nha. Giờ nhảy xuống piu bụm. Rồi, vậy là ổn rồi. Ngoài ra mình cần phải đào thêm một ít than nữa để mình thắp đuốc hết của này luôn ngay. Nếu không thôi tối thui à, mình không có thấy đường để làm việc ấy các bạn. Đó, giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cây đuốc nữa. Cắp ở trong đây cái khu mỏ của mình nè. Rồi thắp ở ngoài này để cho lúa mau lớn. Một góc ở đây để đừng cho có quái nè. Còn một cây để mình cầm thôi. Tại vì đi đào mỏ mà không có đuốc là không được đâu. Giờ mình sẽ bắt đầu đào để tìm sắt nha. Không biết trên cái đảo rương này ấy có sắt không nữa. Mình sợ trên cái đảo bé tí này không có sắt là thôi. Mình không biết tìm sắt ở đâu luôn ấy. Đây nè. Mới đào một xíu mà đã có sắt rồi. Dây. Ở dưới này hình như là cái đáy của cái rương á các bạn ơi. Mình mà đào cái này là mình gớt xuống dưới là hết làm nhiệm vụ luôn. Ở trên đây thì mình chỉ có kim cương nè các bạn ơi. Giờ chắc mình lên mình làm một cái cúp sắt ấy rồi mình xuống mình đào kim cương luôn. Wow, cái đảo này thật là dồi dào khoáng sản các bạn ơi. Mình đào mới một tí xíu à mà đã có kim cương rồi. Giờ mình sẽ đào thật là nhiều đi rồi mình sẽ nữa lại mưa nữa rồi. Ở đây là gần cái vùng vùng gần nhiệt đới hay sao ấy, mưa liên tục các bạn ơi. Hình như ở đây gần đây là có cái cơn bão hay sao ấy, mưa liên tục luôn. Hôm bữa mình có nghe đài phát thanh ấy, nghe nói là có bão ấy các bạn ơi. Mà mình lại được cái vé máy bay đi tới cái đảo rương này trong đúng lúc mà nó đang dịp lúc bão nữa. Hơi khó ở đây, giờ mình sẽ nấu. Ở đây có lò nè. Wow, cái đảo này hiện đại nha, có lò sẵn cho mình để nấu nướng luôn. Đó, giờ mình sẽ bỏ vô đây và bắt đầu nấu thôi. Tên tên, cho vô đây 4 cục. Cho vô đây 4 cục, đây 4 cục, đây 4 cục. 6 cục luôn, ở đây cho 6 cục luôn. Và mình sẽ chế tạo thêm ít đuốc nữa để cắm ở dưới khu mỏ các bạn ơi. Không thôi lúc mình đang đào nó lại xuất hiện mấy con creeper hay con zombie ấy là mình toi ở dưới luôn á. Rồi cắm ở đây nè, rồi đợi cho có sắt ấy, rồi mình sẽ chế tạo một cây cúp sắt rồi mình có thể lấy kim cương rồi. Yeah, rất là tuyệt luôn. Để mình coi ở đây có vàng không nha, tại vì mình cũng rất là thích vàng luôn các bạn ơi. Kim cương đấy nè. Wow, sống ở đảo này thích nhờ. Ở trên thế giới bình thường ấy, nấp đào mãi mà không có gặp kim cương các bạn ơi. Nấp đào mãi mà không có gặp kim cương các bạn ơi. Mà ở trên đảo này đúng là nó giúp nấp mà bớt nấp đi luôn á. Nấp có thể đào được kim cương rất là nhanh luôn. Mới đào một xíu thôi đã tìm được kim cương rồi nè. Anh Bro nhiều khi cũng làm không lợi nấp nữa đâu. Giờ mình sẽ khoe với anh Bro mới được. Rồi lấy ra. Wow, cái này nhiều kim cương thiệt các mọi người. Rồi lên nhà chế tạo thôi. Giờ trời hơi tối nhà, chắc bây giờ mình sẽ đợi trời sáng đi rồi mình sẽ bắt đầu làm việc tiếp thôi, chứ trời tối thui vậy mà thì cũng khó để làm việc á các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đợi trời sáng nha. Ok các bạn ơi, trời vừa sáng thì mưa cũng hết luôn rồi kìa. Wow, mưa nguyên nguyên đêm luôn á các bạn ơi. Rất là khổ cho nấp, nấp chỉ có nguyên còn chút xíu này để che mưa à. Với cái đảo này, cái rương này phải úp một xíu ấy thì nấp mới không bị giọt mưa. Ở đây giọt mưa quá trời luôn, may mà không bị cảm ấy. Rồi giờ mình sẽ lấy một ít sắt nha. Đây, nó có sắt rồi. Giờ mình sẽ làm cây cúp và lấy kim cương. Yeah, nấp đã tìm được kim cương rất là nhanh luôn. Mới có hình như là một ngày thôi, một ngày trên đảo mà nấp đã tìm được kim cương rồi nè. Đó. Wow, chưa lần nào mà nấp được nhiều kim cương như lần này luôn á.
Trong đời của Nớp lần đây là lần nào mà Nớp đào được rất là nhiều kim cương trong một lần đi mai vậy này các bạn ơi. Nó wow, còn nữa nè. Có redstone luôn. Nhưng mà như lava ở trên đầu thì phải. Đúng rồi, phải cẩn thận các bạn ơi. Nớp không muốn bị lava đổ trên đầu đâu. Hiện tại thì Nớp có 18 cái kim cương luôn. Wow, để coi ở trên còn nhiệm vụ gì nữa không ta để Nớp làm được ngay. Tại vì ở đây không biết có bao nhiêu nhiệm vụ nữa. Để đầu Nớp nhìn kỹ coi. Nhiệm vụ 1 là chế tạo bánh mì nè. Nhiệm vụ 2 là kiếm cái giường. Chờ chắc cái này đợi khi nào gặp mấy con nhện rồi Nớp giết nó thôi. Để lấy tơ các bạn. Ui, 10 viên kim cương. Ui, vì là mới vô thì Nớp đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ 3, đó chính là tìm được 10 viên kim cương các bạn ơi. Nớp có tới 18 viên luôn. Vì là Nớp dư ra được 8 viên. Yeah, vì là Nớp sẽ để 10 viên ở đây để hoàn thành nhiệm vụ nè. Còn 8 viên này Nớp sẽ làm một cây cúp đi. Tại vì anh Bro thường dùng cây cúp kim cương để đi mai các bạn ơi, nó rất là xịn luôn. Nớp cũng có muốn có một cây ấy. Đó, giờ sẽ dẹp mấy cái cây này vô đi. Đó, rồi tí mình khi mình quay về thì mình sẽ đem theo. Đó, đến làm quà lưu niệm mấy các bạn. Còn 5 viên á. Nớp thì có gài ở trên đây nắng quá các bạn ơi. Nớp muốn có một cái mũ đi. Nớp sẽ làm một cái mũ kim cương nha, để có thể sống ở trên cái đảo rương này này. Đó. Giờ Nớp thì sẽ không sợ nắng nữa, có nón nè. Bụp. Nớp có nón rồi. Yeah. Mà ở đây hình như là có cái gia thuộc nè. Ồ, vậy là không biết có đủ để làm cái áo ta. Tại vì trên đảo này các bạn biết rồi đấy, ở đây bốn phương là toàn là trên mây, ở tuốt ở trên mây nè, gió rất là nhiều luôn. Phải có áo mặc không thôi bị cảm đó các bạn ơi. Để coi coi có đủ để làm cái áo không nha. Làm cái áo da để mặc cho nó ấm ấy các bạn ơi. Ui, còn thiếu một cục da rồi. Không được. Thôi chắc là tạm thời Nớp bỏ cái này vô nha. Tiếp theo Nớp sẽ trồng cây. Tại vì anh Bro chỉ Nớp là phải trồng cây sau khi chặt ấy. Nếu không thì không còn cây để mà chặt đâu. Nớp sẽ trồng một cây ở trước cái hầm mai nè. Không biết trồng ở đây có lớn không ta. Trồng ở đây. Nớp sẽ trồng 3 cây, còn một cái mầm ấy Nớp sẽ để dành. Và mía nữa. Nớp có mía thì Nớp sẽ trồng ở đây nè. Trồng ở đây luôn. Anh Bro chỉ là mía phải trồng mà sát nước nha các bạn. Nếu không thôi thì mía nó không có lớn đâu. Và xương rồng thì không được đụng vào. Nếu đụng vào nó sẽ nó thấy không. Hồi nhỏ là Nớp đâu biết đâu, đụng vô cây xương rồng bị cây xương rồng đâm quá trời luôn. Giờ lớn rồi rút kinh nghiệm các bạn, chỉ thỉnh thoảng mới bị đâm thôi. Giờ mình sẽ trồng ở đây nè để nhân giống cái xương rồng lên luôn. Xương rồng có gì đem đi bán cũng được các bạn ơi. Giờ chắc Nớp sẽ tiếp tục cuộc đời của một người đào mai đi. Nớp rất thích đào mai luôn, tại vì anh Bro đi đào mai rất là nhiều kim cương, Nớp cũng thích nữa. Nhưng mà Nớp đào toàn là đá dưới đất không à. Nớp cực kỳ thích đất với vàng luôn. Ở đây có thang à không. Luli. Có Luli luôn. Chưa lần nào mà Nớp đi mai mà kiếm được nhiều khoáng sản trong một lần như vậy các bạn ơi. Rất là nhanh luôn. Bình thường Nớp mất nha mấy tháng liền mới đào được một ít sắt này, một ít than này. Hiếm lắm mới gặp được redstone trong ngày hôm nay. Đào được redstone này, một kim cương này. Nhưng mà chưa có vàng thôi. Nớp muốn có một ít cái đồ vàng, ít nhất là một cái đồng hồ ấy các bạn. Có vàng nè. Vậy là Nớp có thể làm được đồng hồ vàng rồi. Vậy kim cương luôn. Thôi. Anh Bro chỉ là đi đâu mà gặp mấy cái rương ấy là đừng vội mở. Tại vì sao anh Bro nói mấy cái rương đó là mấy cái rương bẫy các bạn ơi. Nếu mở nhiều khi có bẫy là Nớp sẽ bị troll đó. Giờ Nớp có 3 cục vàng rồi, để coi Nớp có thể nung ra và làm cái đồng hồ vàng không nha. Nớp mê cái đồng hồ vàng lâu lắm rồi ấy, nhưng mà chưa có dịp để làm cũng như làm chế tạo thôi. Lần này tranh thủ ở trên cái đảo này Nớp sẽ lấy vàng này và làm đồng hồ luôn nha. Rồi vừa được đi du lịch ở trên cái đảo này. Không, cái này là thử thách chứ, cái này mình đang thực hiện thử thách mà. Quay rồi mình sẽ đi lên để làm đồng hồ vàng. Mặc dù thực hiện thử thách nhưng mà Nớp cũng phải kiểu như là làm cái sở thích của mình, đó chính là chế tạo những cái đồ trang sức các bạn ơi. Đó, chẳng hạn như vàng này để làm đồng hồ. Yeah, được 20 cục luôn. Vậy là Nớp cần phải làm một ít đào một ít than nữa các bạn ơi, để có thể nung đồ ấy, chứ giờ Nớp không còn than để nung rồi. Được. Rồi bỏ vô đây nhìn nung thôi. Cái này Nớp sẽ cho vô đây nữa, thấy không các bạn, thấy không, đúng là vô cơn bão rồi nè. Nó mưa hoài luôn ấy, khó chịu thật sự luôn. Nớp bị xém, nó bị cảm rồi này. May mà giờ có mũ cũng đỡ các bạn ơi. Giờ chỉ thiếu cái áo ấm thôi. Giờ Nớp mà có cái áo ấm là tuyệt vời luôn. Giờ mình sẽ nấu mấy này rồi ở gần cái lò sưởi ấy để cho nó sưởi ấm, rồi đợi hết cái cơn mưa này rồi nó mới làm việc được. Chứ chờ trời cũng tối mà mưa hoài ấy thì sao mà kiểu như là làm việc được hết các bạn. Ok, giờ Nớp sẽ đợi cho hết cơn mưa nha.
Ok cảm ơn ơi, cuối cùng thì nó cũng đã hết mưa rồi. Hơi, cơn mưa đúng là mưa liên tục luôn, nốt xém bị cảm rồi này. Một tí phải phải cố gắng tìm được cái da bò để làm cái áo ấm mới được. Để có cái gì còn làm quà lưu niệm nữa. Rồi giờ để coi coi đồng hồ đúng không. Đồng hồ ơi, sắp có đồng hồ rồi. Đây 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 nè, đồng hồ vàng nè. Đó, cái này nếp đòi anh Bro mua ha. Hổng rài mà anh Bro kiểu như là tìm không được vàng ấy. Anh Bro chỉ đào được kim cương thôi các bạn ơi. Anh tìm không được vàng thành ra anh không có làm cho mình được. Giờ mình có đồng hồ đeo rồi nè. Vậy giờ mình có thể coi có giờ khi mà đi mai đấy các bạn ơi. Giờ để mình coi coi cái nhiệm vụ còn cái gì để làm không nha. Đây đây đây, còn nhiệm vụ nè. Bút. Cái này là như nó chưa xong nữa các bạn ơi. Chưa chín nữa này. Không biết khi nào nó mới chín nữa. Giờ để mình coi coi qua đêm vẫn chưa được. Xong được nhiệm vụ 3 rồi. Xong 48 giờ trên đảo Dương. Vậy là chắc là mình hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi các bạn ơi. Tại vì cái bữa đầu tiên mình lên ấy là nghe đợt bão, mình ngủ ở trên đảo này một đêm rồi. Đó, nói ngủ thì không phải là ngủ nữa mà mình chỉ là thức để đợi cho hết đêm thôi. Đó, vậy là mình đã hoàn thành được rồi. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ 3 với nhiệm vụ 4 rồi. Nhưng mà mình chưa có cái giường để ngủ thôi. Nếu mình có cái giường để ngủ ấy là mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ thứ 2 luôn á. Và giờ là cái nhiệm vụ thứ 5 là tìm được vé máy bay. Tìm được vé máy bay á. Có khi nào cái rương đó là cái rương đựng mấy vé máy bay không các bạn? Tại vì mình nghĩ là cái đảo này nó xịn như vậy, chắc không có troll nốt đâu. Tại vì nốt bị troll nhiều rồi, chắc mọi người cũng thấy nốt gà quá ấy, thành ra chắc cũng không troll nốt tới vậy đâu. Thành ra chắc là hy vọng cái rương đó sẽ là một cái vé máy bay để mình có thể bay về nhà nha. Tại vì đây là cái nhiệm vụ quan trọng nhất hay sao nè các bạn ơi, mới có gợi ý nè. Vậy là hy vọng nó sẽ có một vé máy bay để bay về nha. Rồi giờ mình sẽ trước khi lấy mấy vé máy bay ấy thì nó sẽ đồng hồ thì tạm thời cắt vô túi đi. Giờ tập trung đồng ai mới được để lấy thêm ít kim cương có gì đem về tặng anh Bro nữa. Nhưng mà các bạn biết không, mặc dù mình tặng vậy thôi chứ anh Bro kim cương có đầy rồi. Cái này chỉ là kim cương do nớp đào, chắc anh Bro cũng sẽ rất là mừng tại vì thằng em nó đào được kim cương á các bạn. Hy vọng anh sẽ kiểu như là vui và tự hào về mình ấy, tại vì hôm nay mình đã đào được kim cương rồi. Nhiều lắm các bạn ơi. Đây nữa nè. Wow, hôm nay nớp nha đã rất là giỏi rồi, tại vì đào được rất là nhiều kim cương nè các bạn ơi. Mình có dư tới 15 viên kim cương luôn. Vậy là mình có thể làm nguyên một cái áo giáp kim cương và không sợ lạnh nữa. Ngoài ra mình sẽ đào thêm ít sắt nữa để có gì làm thêm ít quà nữa để tặng anh Bro ấy. Không biết sắt này có thể chế tạo được gì không nữa. Nớp hiện tại thì có cái bàn chế tạo thì nớp mới biết ráp đồ thôi. Kim cương nữa nè. Kim cương vàng quá trời luôn các bạn ơi. Nớp chưa có thuộc công thức chế tạo ấy, toàn là anh Bro chỉ không à. Nhưng mà bây giờ chắc cũng được rồi đó các bạn ơi. Nớp có thể làm được rất là nhiều thứ tại vì giờ có rất là nhiều khoáng sản nè. Để coi trong rương này có gì không nha. Đứng xa xa ra dọn đường rộng các bạn ơi. Nớp mặc dù nớp rất là gà trong Minecraft thôi, nhưng mà nớp có biệt tài các bạn biết gì không, đó là chạy đó các bạn ơi. Nớp mà chạy thì thôi không ai chạy lại đâu. Chuẩn bị nha. Giờ nớp sẽ thắp đuốc ở đây nè. Rồi, mở cái rương nha. Chuẩn bị. Mở rương nè. Không có bẫy mà được một vé máy bay các bạn ơi. Mình cứ tưởng đây là cái bẫy nhưng mà đây là một cái vé máy bay bị giấu ở dưới thôi. Wow, mà cái này là vé máy bay VIP các bạn ơi. Vé máy bay VIP luôn. Wow, vậy là chiếc này mình được về rồi. Vậy là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ 5, nhiệm vụ thứ 3 và nhiệm vụ nhiệm vụ thứ 3, nhiệm vụ thứ 4 và nhiệm vụ thứ 5. Mình chỉ còn 2 nhiệm vụ 1 và 2 thôi. 2 nhiệm vụ 1 và 2 thấy vậy mà khó ghê ta, mình làm cái buổi trời chưa xong nữa nè. Giờ chắc mình sẽ chế tạo một cây mình có nên làm cây rìu không ta? Tại vì đó giờ nớp toàn xài rìu gỗ với rìu đá không à. Chắc hôm nay nớp sẽ làm một cây rìu kim cương trong lúc mà mình đào được rất là nhiều kim cương như vậy nha. Rồi lấy rìu kim cương mà xài thôi. Và cái này chắc mình sẽ đem mấy cái đồ mà cái đảo này cho ấy, mình đem về mình tặng anh Bro, nó làm quà cái lưu niệm của mình. Ở trên đó có cái gì kìa các bạn ơi. Nớp đang thắc mắc ở trên đó có cái gì á. Giờ nớp sẽ chặt cái cây này nha, rồi làm một cái cầu thang, rồi trèo lên trển coi có gì nha. Tại vì anh Bro nói khi cái gì không biết ấy thì phải tìm hiểu. Nhưng mà giờ không biết trèo lên cách nào nữa, không biết đường nào để trèo lên ấy, tại vì nớp sợ rớt xuống đây nè. Mà chắc có thể trèo được hướng này nè.
Ok, giờ nó sẽ chặt thêm một ít gỗ nữa. Tầm như đây đi. Rồi, chế tạo một cái thang leo để trèo lên trển nha. Chế tạo rất là nhiều thang leo luôn. Đây, đó, được 15 cái thang leo. Và ở đây mình sẽ cắt bớt đồ để tí mình về mình còn mang theo nữa. Lần đầu núp có mấy cục băng này luôn các bạn ơi. Đó giờ núp lấy cây cúp đào mà toàn bể hết trơn à. Anh Bro mới biết cách lấy băng thôi mà hôm nay núp có băng về tặng ảnh luôn nè. Yeah. Rồi, giờ núp sẽ trèo lên đây. Nó thấy không? Mưa liên tục luôn các bạn ơi. Đúng là trên đảo này là gần cái đảo cái rừng nhiệt đới nè. Sấm sét nữa. Ở đây là một cái này cái gì ta? Ở đây có cái lồng của con sương nè. Ủa con nhện nè, chắc là nớp đập cái lồng con sương đi. Tại các bạn biết sao không? Con sương nó cầm nỏ nó bắn là nớp lọt ở dưới hố luôn á. Ở đây là một con sương nữa mà cái này chắc mình để dành đi, có gì mình còn lấy sương để bón cây nữa các bạn ơi. Rồi để coi. Wow. Rất là nhiều đồ luôn. Cái chai này là nớp lần đầu gặp nè, chai kinh nghiệm. Ngọc lục bảo, đây là cái thứ mà nớp đó giờ chưa đào được luôn các bạn ơi. Tại vì anh Bro nói là chỉ có một cái quặng ngọc lục bảo mỗi khi tìm thấy thôi, thành ra nó rất là hiếm luôn. Hôm nay nớp có tới 26 viên, chắc chắn anh Bro sẽ vui này, cho coi. Rồi giờ nớp sẽ lấy thêm ít cái này, được một viên kim cương nữa. Rồi, hạt ca cao, wow, và hát diệm thạch này, còn những cái viên đá lửa. Wow, cái này nớp dởn mấy cục sỏi ra hoài luôn ấy các bạn ơi. Trứng sinh con bò. Khác. Wow, rất là nhiều loại quả trứng này luôn. Nớp sẽ lấy đem về tặng anh Bro mới được. Anh Bro nói là mấy cái này là bình thường là không có lấy được đâu các bạn ơi, mà hôm nay nớp có luôn rồi nè. Wow, cái đảo này hay nha. Sao ta, giờ chắc nớp phải đợi cho trời nó tối ấy, rồi nớp chiến đấu với bọn nhện này để có thể lấy được những cái tơ nhện đấy các bạn ơi, rồi ngủ một giấc thì mới hoàn thành hết mấy cái nhiệm vụ ở đây nữa. Ngoài ra sẽ lấy một ít cái bột xương rồi bón cho cây nó mau lớn nữa các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ nớp sẽ đợi hết mưa đi, rồi nớp sẽ trèo lên trển trong lúc trời tối rồi chiến đấu với bọn chúng nha. Ok, giờ chỉ cần đợi cho hết mưa thôi, tính đè. Các bạn ơi, trời hết mưa đúng lúc trời tối luôn này. Chắc bây giờ nó phải chiến đấu với bọn chúng rồi. Nếu không chiến đấu thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ trên đảo đâu. Nhưng mà hiện tại nó có 19 viên kim cương. Anh Bro nói là không được phí kim cương, nhưng mà nếu mình PVP gà lắm, mình mà không chế tạo giáp kim cương á là mình chắc mình quýnh không lại bọn chúng đâu. Bình thường mình mặc giáp da ấy là bị bọn chúng đánh tơi bời luôn. Hôm nay chắc có giáp kim cương thì chắc cũng đỡ hơn các bạn ơi. Cái này thì mình sẽ cắt những cái thứ mà mình làm quà cho anh Bro nè, các xác nè, nhất là cái đồng hồ. Đâu cái đồng hồ mình đâu rồi? Mình phải cắt cái đồng hồ. Đây đồng hồ mình cắt rồi, nó không thôi mình mất cái đồng hồ đầu tiên của mình luôn. Rồi mình sẽ chữa theo những thứ này, thang leo, nhiệm vụ mình sẽ đem theo trong người nha. Kim cương mình một tí mình sẽ chế độ kim cương luôn. Hôm nay mình sẽ kiểu như là bớt Bro một bữa, có đồ kim cương mặc. Sau khi cái chuyến đi này chắc anh Bro cũng lấy lại đồ à, tại vì anh Bro nói mình chưa có đủ cái khả năng để mặc đồ kim cương ấy. Tại vì đồ kim cương thì những người thật sự có khả năng thì mới mặc được thôi các bạn ơi. Anh Bro nói vậy, mình vừa đủ luôn nè, mình vừa đủ để chế tạo một bộ giáp kim cương luôn. Giờ mình sẽ giờ mình làm sao mình có kiếm ta? Ok, chắc dùng ghiều cũng được, tại vì anh Bro nói cái ghiều đánh cũng được nhưng mà nó đánh chậm ấy các bạn, mà không sao đâu, càng chậm thì mình mới cũng như là cải thiện được kỹ năng chứ. Nhưng mà ở đây tối thui à, mấy con quái này nó cũng không xuất hiện nữa. Giờ chắc mình sẽ đợi cho bọn chúng đi, tại vì anh Bro nói cần có thời gian thì bọn quái mới xuất hiện các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đợi cho bọn chúng xuất hiện rồi mình sẽ chiến đấu với bọn chúng nha. Ok cảm ơn, nãy giờ nớp chiến đấu quá trời luôn rồi. May mà có mấy cái bột xương này này. Mình có thể nhân giống lúa lên và làm bánh mì ăn qua đêm các bạn ơi. Một giờ một xí nữa mình sẽ chế tạo một ổ bánh mì để hoàn thành nhiệm vụ nha. Ui trời 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 trời, dùm bài hả? Ui trời ui dùm bài gớt dưới kia. Ui trời 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 trời. Ui. Ngoài ra hôm nay mình nhặt được cái cung xịn nè, cái cung chầm hỏng luôn. Cái cung này chắc chắn anh Bro sẽ thích cho coi. Rồi mình sẽ đem hết mấy cái thứ này về để làm quà cho ảnh nha. Bây giờ chắc sẽ đổi ra một ít cái bộ xương này đi các bạn ơi, để mình nhân giống thêm ấy. Chứ lúa nãy giờ mình nhân giống có một ít à. Rồi mình sẽ nhân giống này lên nè, cái này nè. Hôm nay nớp làm nông luôn. Bình thường anh Bro toàn là làm xong mấy kêu nớp thu hoạch không à, hôm nay nớp tự trồng rồi nhân giống lên quá trời nè các bạn ơi.
À, để coi coi đủ làm bánh mì. Ui 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 đừng 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 đừng. Ủa ủa các bạn thấy nấm thông minh chưa, nấm đánh Reaper rớt xuống lava luôn. Rồi bây giờ nè, ui trời trời trời, nổ thấy không? Ủa, ý mình cắm đuốc như vậy mà dòm bài nó cũng xuống cái hầm mỏ của mình nè. Ô giờ để mình coi coi được 19 lúa. Ừ, không biết có làm được bánh mì không ta. Ừ, được 6 ổ, để coi coi trong nhiệm vụ này làm mấy ổ nha. Ồ, 5 ổ bánh mì thôi. Ồ, 5 ổ gì mình dư 1 ổ. Yeah, núp sẽ cạp 1 ổ nha. À, giờ đủ 5 ổ để hoàn thành nhiệm vụ nè. Giờ núp chỉ còn thiếu cái nhiệm vụ gì ta. Hình như là ngủ qua đêm thì phải. Chế tạo giường và ngủ qua đêm ở trên đảo Rương á. Ok, giờ núp sẽ nè, núp có thể chế tạo len nè các bạn ơi. Đó, núp có rất là nhiều chỉ luôn. Chỉ này chắc núp sẽ làm một ít cái gì ta, cần câu thôi nha. Ok, chắc núp sẽ làm ít cần câu đi để mang về. Có gì núp và anh bro còn đi câu cá nữa. Đó, giờ cũng gần nghỉ hè đó các bạn ơi. Đi câu cá rất là tuyệt luôn. Đó, làm một cây cần câu. Ok, làm thêm cây nữa. Đó, cây này là cho anh bro nè. À, còn cây này là cho núp. Đó. Núp làm sai công thức rồi. Gì mới đúng. Đó, được hai cây. Ui trời trời trời. Ui ui nó ui, bắn lén nè. Chơi mà bắn lén núp hả? Bắn lén núp nè. Rồi, núp đã giết skeleton rồi. À, giờ để núp chế tạo một cái giường nha. Đây, núp đã có một ít cái này. Ồ, núp có cái giường luôn. Và núp thì không thích màu trắng, núp thích màu để coi có màu đỏ nè. Ồ, cái này được bột nhựa màu đỏ. Cái này là bột xương. Có màu hồng nè. Wow, màu hồng luôn. Được, nó sẽ làm cái giường màu hồng nha. Rồi, ngủ. Đó, ở đây là bảo các bạn ơi, thành ra mình có thể ngủ ấy, cũng như là hoàn thành cái nhiệm vụ của đảo rồi. Đó, như vậy thì nớp đã hoàn thành nhiệm vụ của cái đảo Rương này, là nhiệm vụ 1 nè, chế tạo bánh mì. Nhiệm vụ 2 là ngủ qua đêm mới vừa rồi luôn nè. Nhiệm vụ 3 là đào được 10 viên kim cương, nớp cũng có luôn. Nhiệm vụ 4 sống 28 giờ là nớp hổm rày, là nớp sống gần 1 tuần rồi đó các bạn ơi, 1 tuần trên đảo luôn rồi, vượt chỉ tiêu luôn. Đó, nhiệm vụ 5 là tìm được vé máy bay. Ten ten. Ủa? Đây, vé máy bay đây. Đó, giờ nớp sẽ bỏ vô đây. Rồi, bây giờ nớp chỉ cần đứng ở đây ấy, và đợi mấy anh phi công lại rước nớp thôi. Yeah, nớp sắp được về nhà rồi. Và ok, hẹn lại các bạn khi mà nớp quay trở về nhà nha. Yeah, được về rồi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì nớp đã về tới nhà sau khi hoàn thành giờ thử thách trên đảo Rương rồi. Và những món quà mà nớp mang về để gửi tặng Amber ấy thì đang được vận chuyển về ở phía sau các bạn ơi. Và nếu các bạn có những thử thách nào khác ấy muốn đặt cho nớp thì đừng quên gửi thư ở dưới phần comment nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những thử thách tiếp theo. Bye bye.